Điểm tin tối ngày 12 tháng 12 năm 2023. Nam sinh 17 tuổi cướp tiệm vàng ở Bình Thuận. Ngày 11 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận cho biết vừa làm rõ vụ cướp giật vàng bên trong chợ trên địa bàn xã Hàm Đức do thiếu niên 17 tuổi thực hiện. Trước đó, chiều 9 tháng 12, tại một tiệm vàng bên trong chợ Sara thuộc xã Hàm Đức xảy ra vụ cướp tiệm vàng do thiếu niên đi xe máy gây ra. Tài sản bị lấy đi gồm 2 chiếc nhẫn vàng trị giá gần 6 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến xác minh vụ việc, đồng thời trích xuất camera truy bắt đối tượng. Đến chiều 10 tháng 12, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc là VHS, 17 tuổi, trú thôn 4, xã Hàm Đức. Tại cơ quan điều tra, S khai nhận do thiếu tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Thời điểm trên, S mặc áo khoác, đeo khẩu trang, dùng băng keo che biển số xe máy rồi đến một tiệm vàng trong chợ Sara giả vờ mua vàng là 2 chiếc nhẫn. Lợi dụng chủ tiệm vàng là người lớn tuổi, S giật 2 chiếc nhẫn rồi tẩu thoát, mang tài sản cướp được đến một tiệm vàng trong chợ Phan Thiết bán với giá gần 5,4 triệu đồng. Được biết, S đang là học sinh tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Mở tiệc ma túy trong phòng VIP quán karaoke, nhóm nam nữ bị bắt quả tang. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can về tội tổ chức sử dụng ma túy. 4 bị can bị khởi tố gồm Trần Thị Hoài An, 43 tuổi, Trần Nam Sơn, 28 tuổi, Trần Thị Thu Phương, 37 tuổi và Nguyễn Thanh Nam, 49 tuổi. 23 giờ ngày 5 tháng 12, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phòng hát VIP 888. Tại một quán karaoke ở tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, phát hiện 7 người, gồm 4 nam 3 nữ đang sử dụng chất ma túy trái phép. Xét nghiệm cả 7 đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một túi ni lông chứa chất bột màu trắng là ma túy loại ketamin có khối lượng 0,1387g, một túi chứa cục nén màu xanh là ma túy loại MDMA có khối lượng 0,0427g. Các bị can An, Sơn, Phương và Nam khai nhận đang tổ chức cho các đối tượng Hồ Văn Dũng, 38 tuổi, Đặng Văn Hiểu, 27 tuổi và Nguyễn Thị Mai Sương, 32 tuổi sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Sập nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, nạn nhân mắc kẹt đã tử vong. Khoảng 8 giờ 50 ngày 12 tháng 12, một nhóm gồm 3 người đang làm việc tại công trình xây dựng tại căn nhà ven rạch đường Nguyễn Xiển, phường Trung Thành, thành phố Thủ Đức. Trong lúc thi công, công trình này bất ngờ xảy ra sự cố khiến một người đàn ông bị mắc kẹt bên trong, một người khác bị thương được đưa ra ngoài sơ cứu ngay sau đó. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt, dùng máy khoan, kim bơm thủy lực nâng các khối bê tông tìm kiếm nạn nhân. Đến hơn 11 giờ, thi thể người đàn ông mắc kẹt bên trong căn nhà đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài hiện trường. Nạn nhân được xác định là ông DTT, 40 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, công nhân xây dựng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trường Thành cho biết công trình trên trong quá trình cải tạo không xin phép phường mà xây lớn ra bên ngoài. Sau đó, phường đã 3 lần lập biên bản, nhắc nhở và mời chủ đầu tư lên làm việc. Sau khi vận động, chiều 8 tháng 12, chủ đầu tư đã thuê nhân công đến tháo dỡ. Đến sáng nay thì xảy ra sự cố. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Cháy ngùn ngụt tại trường đại học lớn nhất Thanh Hóa. Sáng 12 tháng 12, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xe xảy ra tại trường đại học Hồng Đức, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 12 tháng 12. Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng cháy dữ dội tại nhà xe trường đại học Hồng Đức. Lúc xảy ra cháy, bên trong nhà xe rộng khoảng 200m², có nhiều phương tiện xe đạp, xe máy điện của sinh viên. Tiếp nhận thông tin, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Sau gần 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, lực lượng chức năng đã di dời được một số tài sản, phương tiện ra khu vực an toàn. Nguyên nhân và con số thiệt hại chính thức đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cảnh sát cứu 12 người thoát khỏi căn nhà 4 tầng bốc cháy ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 12 giờ 35 ngày 12 tháng 12, hỏa hoạn bùng lên tại một căn nhà, một trệt, một lửng, ba lầu trong hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoáng và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, trong nhà có một số người phát hiện cháy dưới tầng trệt liền chạy lên lầu kêu cứu. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh và công an quận 5 đã đến kéo đường ống nước vào hẻm dập lửa. Cảnh sát cứu được 2 người mắc kẹt bên trong và hướng dẫn 10 người khác tự thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. Công an quận 5 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thiếu nữ 15 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ. Ngày 12 tháng 12, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ thiếu nữ 15 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở trên gác tại phòng trọ ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Nạn nhân được xác định là em LNMT, sinh năm 2008, quê An Giang. Thông tin ban đầu, đêm 11 tháng 12,
Anh trai của Tê đi làm về nhưng không thấy người này đâu. Chạy lên gác để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ. Hai tên con gái treo cổ, người cha từ công ty chạy về phòng trọ, gào khóc ngất xỉu. Nhận tin báo, công an thành phố Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan. Theo người nhà nạn nhân, trước đó Tê đang học lớp 9 ở dưới quê. Tuy nhiên, sợ Tê không có ai quản lý nên gia đình đưa cháu lên Bình Dương để chăm sóc và để Tê đưa đón em đi học. Khi lên được khoảng 10 ngày, Tê bỏ về quê. Sau đó người thân tiếp tục đón cháu trở lại Bình Dương. Được 2 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên.